Chuyển sang một câu hỏi nữa, câu Phật tử hỏi: con xem cuộc đời của Ngài Thiền Đạo Đại Sư, Tổ sư Tịnh Độ Tông niệm một câu Phật hiệu A-di-đà, thì liền xuất hiện một vị hóa Phật từ miệng xuất ra. Theo Thầy thì đó là thần thông hay là cảm ứng ạ? Cả hai. Nếu chúng ta bảo là thần thông, cho là thần thông, thì đó sẽ là thần thông. Nếu chúng ta bảo là cảm ứng, cho là cảm ứng, thì đó là cảm ứng. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nhất trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Thiền Đạo Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, một khóa Phật gì, từ trong miệng gì, đi ra, phát ra. Người đối diện Ngài có thể cũng nhìn thấy cái hình dáng của gì, linh ảnh của Đức Phật từ trong trong miệng của Tổ Tịnh Độ Tông Thiện Đạo phát ra. Thứ này Ngài niệm gì? A Di Đà Phật. Thì một Đức Phật, cái hình ảnh linh, hình dáng linh ảnh của Đức Phật từ miệng gì đi ra, biến tan vào trong không cung, trong không trung. Một câu tiếp A Di Đà Phật nữa thì lại tiếp tục một Đức Phật nữa, cứ nối nhau như vậy. Ngài niệm miệng người niệm 10 câu thì 10 gì, 10 linh ảnh của Đức Phật từ miệng Ngài phóng ra. Niệm ngàn câu vạn câu thì ngàn vạn Đức Phật gì từ miệng Ngài xuất sinh ra. Nếu chúng ta cho thì là thần thông, thì vì sao Ngài phải dùng cái đó? Vì Ngài muốn gì, tận độ chúng sinh vậy. Vì Thiền Đạo Đại Sư cũng chính là gì, hóa thân của A Di Đà Phật. Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư cũng là gì, là hóa thân của A Di Đà Phật. Thiền Đạo Đại Sư cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên á, A Di Đà Phật Ngài muốn thì tận độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh á, khởi được cái niềm tin chân chính vào lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm A Di Đà Phật là gì? Khi niệm đến chỗ này, thuần tịnh, thuần thiện, nhất tâm bất loạn, sẽ có sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Không cần phải chết mới gì mới được vãng sinh, mà sống cũng có gì, có cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như vậy. Chưa cần phải chết mới vãng sinh, không cần phải gì chết mới vãng sinh. Chết mới gì, chết cái thân này á, thân trung ấm vừa sinh ra, A Di Đà Phật đến đoán, thì đó là người vãng sinh trong bậc gì, bậc rất thấp, đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Còn những bậc gì đại công đức tu tập, bậc thượng phẩm thượng sinh nhé, Hòa Thượng Tịnh Không, Đại Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Tịnh Không ấy, gọi là sống mà vãng sinh. Vì sao gọi là sống mà vãng sinh? Tức là biết trước ngày giờ, ra đi một cách tự do tự tại, có thể đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, nằm ra đi, thậm chí có người trồng cây chuối mà ra đi. Trồng cây chuối là sao? Tức là đâm đầu xuống đất, lộn chân lên trời mà ra đi, ra đi tự do tự tại như vậy. Đó gọi là sống mà vãng sinh. Có rất nhiều những vị tổ sư, những bậc cao tăng thạc đức và những vị cư sĩ thiện nam tín nữ nhất tâm niệm Phật, biết trước ngày giờ, nói rõ cho mọi người chung quanh mình là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó tôi gì sẽ ra đi. Thậm chí có người nói rõ là gì, tôi sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Và đúng như thế. Đó, cho nên chúng ta thấy những người như thế gọi là những bậc tu theo cái bậc gọi là đạt được cái bậc thượng phẩm thượng sinh, hoặc thượng phẩm trung sinh, hoặc thượng phẩm hạ sinh, đạt được ba phẩm bậc thượng như vậy, gọi là bậc thượng thiện nhân, do công đức tu hành sâu dày lớn lao. Cho nên á, sống họ đã biết trước ngày giờ vãng sinh rồi, đó gọi là gì? Còn sống mà đã vãng sinh, tức là tâm của họ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi, không cần phải đợi khi chết họ mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Khi còn sống, tâm của họ đã trang nghiêm thanh tịnh, thân thì trang nghiêm, tâm thì thanh tịnh, chỉ có một câu gì Phật hiệu A Di Đà thôi, không có khởi một chút vọng niệm, không khởi một chút tạm loạn, không khởi một chút tham sân si mạn nghi ác kiến nữa, vân vân.
với tâm thể thanh tịnh như vậy, lòng từ bi bao dung rộng lớn như vậy, đó gọi là gì? Sống và vãng sinh. Cho nên ngài Thiền Đạo Đại Sư ở đây chúng tôi mới nói là hóa thân của A Di Đà Phật, ngài muốn biểu diễn cho chúng ta thấy lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đây ngài nói kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và các kinh nói về pháp môn tu tịnh độ là không sai, là những lời nói rất thành thật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng trong kinh A Di Đà Đức Phật nói mười phương Như Lai, bản dịch của ngài Trần Huyền Trang là mười phương nhé, còn bản dịch của ngài Kim Ma La Thập đó là gì? Sáu phương Phật: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Thượng phương và Hạ phương. Đó là bản kinh A Di Đà của ngài Kim Ma La Thập dịch là có sáu phương Phật. Nhưng bản dịch sau này của ngài Trần Huyền Trang dịch gì? Là mười phương Phật, gồm có Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng phương và Hạ phương. Như vậy là mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, và nói lời thành thực rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Thành Phật ở thế gian, nói những lời rất thành thật như thế, và bảo gì? Chúng sinh ở đời mai sau này phải nghe thấy lời nói ấy, phải tin mà gì? Mà theo. Phải tin theo để học và để tu tập và để được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thoát ly sinh tử chúng khổ, đổi vô lượng kiếp tu nhân tích đức ở thế gian này, về Tây Phương chỉ một đời là thành Phật. Cho nên để biểu diễn cho chúng ta gì? Ngài Thiền Đạo Đại Sư muốn biểu diễn cho chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta thấy rằng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh điển không sai, mà là rất chân thực. Cho nên ngài mới thể hiện là gì? Một câu niệm A Di Đà Phật, một vị hóa Phật từ trong miệng gì? Miệng ngài xuất sinh ra. Niệm 10 câu thì 10 vị hóa Phật xuất sinh ra. Niệm ngàn vạn câu thì ngàn vạn Đức Phật gì? Từ trong miệng ngài phát sinh ra. Chúng ta thấy đây là gì? Ngài thể hiện dùng thần lực, tức là dùng thần thông, dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh thời mạt pháp chúng ta. Ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Nhưng khi ngài còn trụ thế, ai đến nói là gì? Xưng tán ngài là hóa thân của A Di Đà Phật, ngài liền quở trách cho một trận lên thân, quở trách cho mất mặt luôn, giống như Ấn Quang Đại Sư. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Có một cô gái cách cái nơi mà gì? Mà ngài Ấn Quang Đại Sư đang giảng, lập đàn giảng pháp và lập đàn cầu nguyện cho quốc gia. Cô gái đó thấy một cái vị hộ pháp đến và đứng trên đầu giường nói rằng, bảo với cô ấy cái rằng ấy, cô nên đến đó ngay, có vị Bồ Tát Đại Thế Chí nay đang gì, đang lập đàn ở đó và lập đàn tràng và đang giảng kinh thuyết pháp ở đó. Ngài giảng kinh thuyết pháp được gì? Được 2 ngày rồi, còn 5 ngày nữa cô nên lên đến ngay. Và đi trên đường đi mất 2 ngày, ngày xưa đi bộ mất 2 ngày, cho nên cô nên đến sớm thì còn dự được 3 ngày. Khi cô đến nhìn thấy một cái thì cô thấy ngài Ấn Quang Đại Sư, cô bảo cô lễ và cô ấy xưng tán ngài Ấn Quang Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, như cô thấy trong giấc chiêm bao, thấy giấc mơ, vị thần bảo cô như vậy. Ngài Ấn Quang chửi cho mất mặt luôn. Rồi đi về nhà, sau khi hết 3 ngày dự lễ xong, cô về nhà cũng viết thư, vẫn tán dương khen ngợi ngài chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư viết thư trả lời lại, chửi cho một trận, mắng cho một trận, mất mặt mất mũi luôn. Đó. Chúng ta thấy các tổ người ta ẩn mình như vậy, nhưng tùy theo từng thời. Chứ còn thời của Thiền Đạo Đại Sư, vì pháp môn tịnh độ từ ngài Đại Sư Huệ Viễn truyền xuống mới được có mấy đời, cho nên còn ít người tin. Vì vậy mà ngài phải dùng cái phương tiện đó, có thể mình có thể dùng thần thông hay là cảm ứng,
để làm cái phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Đây cũng là, đây là phương tiện, là quyền pháp của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thì hiện ra ở nhân gian này, tùy theo từng giai đoạn, thời gian, bối cảnh xã hội mà các ngài có thể thể hiện. Còn bây giờ ở Việt Nam chúng ta, mà các Phật tử Việt Nam chúng ta đang rất mê những cái chuyện thần kỳ quỷ quái. Một vị sư nào, một vị Bồ Tát, vị Phật nào gọi là hóa thân ở đất nước Việt Nam này mà thể hiện cái sự thần kỳ quỷ quái mà độ chúng sinh nhé, là gì? Chật điểm ngay, mất điểm ngay. Chật pháp ngay, sai pháp ngay, mất điểm ngay. Vì sao? Vì con người Việt Nam chúng ta bây giờ 10 người thì đến 9 người thích gì? Thích cái sự thần kỳ quỷ quái. Thích đi xem bói này. Thích biết trước vận hạn của mình này. Biết trước số mệnh của mình này. Làm ăn ra sao này. Vân vân này. Họa thì để tránh, phúc thì để gì? Để làm thế nào đó là để kéo phúc về mình càng nhanh càng tốt. Càng được thụ hưởng đời này thì càng tốt. Đó. Cho nên những vị sư nào mà gọi là các Phật tử đến mà còn xem tướng xem số cho Phật tử thì vị sư đó đông khách lắm. Có những vị sư nào mà còn biết nhảy đồng vào, mà bói toán thêm một tí nữa thì lại càng đông khách nữa. Nhưng đó, Đức Phật nói là đi sai với chính pháp thì cho dù có đông đến đâu thì cũng chỉ là tà pháp mà thôi, đi vào con đường ma mà thôi. Cho nên người học Phật chân chính chúng ta, những cái gì mà sai với lời Phật dạy thì chúng ta phải gì? Phải biết quay lưng lại, phải biết hồi đầu về gì? Về giáo pháp chân chính của Đức Phật đã dạy, để tu tâm dưỡng tính cho nó tốt. Đừng có ham mê những cái chuyện thần thông, thần kỳ, quỷ quái như thế mà chúng ta lạc đường tà không biết đâu. Lạc đường tà lúc nào chúng ta không biết là chúng ta lạc. Đó. Cho nên tôi nói với các quý vị, vì sao mà tôi lại cực lực phản đối cái chuyện đó? Vì ngày xưa khi tôi chưa xuất gia, tôi đã có những cái cảm giác đặc biệt về gì? Về tâm linh, về chữa bệnh và về gì? Có thể nói là về thần thông như vậy rồi. Nhưng sau này xuất gia, học Phật rồi tôi bỏ hết. Thậm chí đệ tử của tôi, có một hai vị đệ tử, nó thấy được quái âm, nó nói chuyện được với quái âm, nó thấy được gì? Những vong linh rồi thấy được cả, thậm chí thấy được cả gì? Có những cái pháp hội lớn nó thấy được cả Phật Bồ Tát về, về chứng đàn, đầy rẫy trên hư không, hàng hàng lối lối vân vân. Rồi có vô số như gì? Những vị quỷ thần, những vị thiên long bát bộ về gì? Cung lễ Phật và hội trì pháp hội. Thấy vô số những gì? Những vong linh, từ vong linh thai nhi bò lổm ngổm ở dưới đất cho đến gì? Những vong linh của các loại quỷ thần gớm ghiếc, ghê sợ cũng về tham dự pháp hội. Thấy Phật thì nó mừng, thấy ma thì nó sợ. Còn thấy các gì? Vong linh thai nhi bò lổm ngổm ở dưới gì? Dưới đất. Nó xót, nó khóc, nó than, nó bị đơ đơ. Và tôi bảo đi tu như thế này thì nguy hiểm. Thấy cảnh giới gì? Thế cảnh giới quái âm như vậy mà mình không làm chủ được tâm mình thì tu sao được? Cho nên tôi gọi tên tôi bắt rồi, phải bỏ. Nó phải làm sao con bỏ? Khởi cái tâm gì? Không nắm chấp nó, không nắm chấp nó. Tất cả vạn sự vạn vật ở bên ngoài có hình tướng, có âm thanh. Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói gì? Đều là giả, đều là huyễn. Cho nên á, nó đã là giả là huyễn thì nay dùng cái tâm gì? Cái tâm không chấp nó, không nắm nó, không giữ nó thì dần dần tự nó sẽ tan. Và tôi bảo bác ấy là nếu bác muốn, cô muốn tu được ở cái ngôi chùa này thì phải bỏ hết tất cả những cái điều kỳ dị kỳ đặc kia đi. Bao giờ bỏ hết thì tôi sẽ cho xuất gia. Và nó chuyên tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối. Phải đến 2 năm sau nó mới bỏ hết cái điều đó. Khi bỏ hết cái điều đó tôi mới ưng, mới cho xuất gia. Bây giờ lại lên sư bác. Nhưng mà cũng cần phải gì? Cần phải
luôn luôn thúc liễm thân tâm mình, không có lại lạc đường, lúc nào quay lại không biết đâu. Cho nên phải luôn luôn thúc liễm thân tâm mình. Đó, cho nên tôi bảo đến với tôi thì tu tập á, tất cả những cái điều thần kỳ quỷ quái đó đều phải gì? Phải buông xả và phải học Phật một cách gì? Chân chính. Phải tu đạo một cách gì? Đúng như lời Phật dạy là phải bỏ tham sân si mạn nghi ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ ở trong gì? Trong tâm mình, thì đó mới là người tu hành chân chính. Sống với nhau anh em huynh đệ phải tôn trọng lẫn nhau, cung kính. Dưới thì kính trên, trên thì nhường dưới. Sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, lấy pháp lục hòa kính Phật dạy để mà đối xử với nhau, đối đãi với nhau, khiến cho trong ngôi chùa lúc nào cũng gì đầy ắp gì niềm vui, đầy ắp niềm an lạc hạnh phúc của một người con Phật xuất gia, thì đó đó chính là gì? Người xuất gia đó chính mới chính là người xuất gia chân chính. Đó, cho nên á, đến đệ tử của tôi á, ở trong chùa này biết những điều thần kỳ quỷ quái như vậy, tôi còn bắt phải bỏ tôi mới độ cho xuất gia. Không bỏ không độ. Mà vị nào đến chùa rồi mà tôi bảo mà bỏ mà không bỏ, chắc chắn tôi sẽ không cho ở trong chùa. Tôi không cho làm đệ tử của tôi nữa. Cũng có một vài trường hợp như vậy rồi. Ham mê những chuyện thần kỳ quỷ quái, bảo là tu hành có thần thông, bay lên khỏi mặt đất, nhìn thấy gì cảnh giới này nọ vân vân. Tôi bắt phải bỏ, không bỏ tôi đuổi thẳng từng. Cho cơ hội mà sửa chữa, không sửa chữa tôi đuổi thẳng thừng, không có thương tiếc. Nhiều người đến can ngăn tôi, khóc lóc can ngăn, bảo thầy làm như vậy, vậy thì thầy thì như là tự mình chặt đi một cánh tay của mình. Tôi bảo thà tôi chặt đi hai cánh tay của mình mà đúng với bản hoài của Phật, tôi cũng làm, chứ đừng nói là chặt đi một cánh tay của mình. Cho nên có người người ta nói là tôi thì cứng nhắc, tu hành cứng nhắc. Tôi bảo ở cái thời này mà không cứng nhắc thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm nên một cái gì dù là nhỏ nhất cả. Cho nên Phật dạy lúc cần cứng thì chúng ta phải cứng, lúc cần mềm thì chúng ta phải mềm, lúc cần nắm thì chúng ta phải nắm, lúc cần buông chúng ta phải buông, mới có thể làm được Phật sự là như vậy. Làm công việc Phật sự thì phải như thế. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng á, cái sự thị hiện của Ngài Thiền Đạo Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, một khóa Phật từ miệng Ngài phóng ra như vậy, đây chính là Ngài thị hiện cái thần thông, cái thần lực, cái sự cảm ứng bất khả tư nghị của người niệm Phật. Nếu được nhất tâm bất loạn, nếu được đến chỗ gì, đến chỗ thuần tịnh thuần thiện, thì sẽ có gì? Không cầu thần thông mà tự có thần thông, không cầu cảm ứng mà tự có cảm ứng, tự được cảm ứng. Đó. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem, và chúng ta nay là khán giả. Nếu muốn học gì, làm một diễn viên để biểu diễn cho người khác xem, thì chúng ta gì cứ noi tổ tiền Thiền Đạo Đại Sư này gì? Để niệm Phật cho nhất tâm. Thì một ngày nào đó chúng ta thì cũng có thể biểu diễn được tương tự như thế. Hoặc một kiếp không xa chúng ta cũng có thể biểu diễn được tương tự như thế. Đó. Và câu trả lời đấy xin được tạm dừng ở đây.